Hai vợ chồng ở Thanh Xuân dương tính. Trưa mùng 7 tháng 9, Hà Nội thêm 29 ca COVID-19. Trưa mùng 7 tháng 9, Sở Y tế Hà Nội cho biết, từ 6 giờ đến 12 giờ ngày mùng 7 tháng 9, Hà Nội ghi nhận 29 bệnh nhân COVID-19, trong đó 3 ca tại cộng đồng, 24 ca tại khu cách ly, 2 ca tại khu vực phong tỏa, phân bố theo quận huyện Thanh Xuân 23, Thanh Trì 4, Hai Bà Trưng 1, Thường Tín 1, phân bố theo chùm ca bệnh, chùm F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng 26, chùm sàng lọc ho sốt 2, chùm sàng lọc đối tượng nguy cơ cao 1, phân bố 3 ca cộng đồng theo quận huyện Thanh Xuân 2, Thường Tín 1, phân bố 3 ca cộng đồng theo chùm sàng ho sốt 2, chùm sàng lọc đối tượng nguy cơ 1. Như vậy, tính từ 18 giờ ngày mùng 6 tháng 9 đến 12 giờ ngày mùng 7 tháng 9, thành phố ghi nhận 34 ca, trong đó 4 ca tại cộng đồng, 28 ca khu cách ly, 2 ca khu vực phong tỏa. Thông tin cụ thể, chùm sàng lọc ho sốt cộng đồng 2, 1, L, T, T, nữ, sinh năm 1974, nhân chính, Thanh Xuân. Bệnh nhân BN xuất hiện triệu chứng hắt hơi từ ngày 31 tháng 8, ngày mùng 4 tháng 9 chồng bệnh nhân cũng xuất hiện triệu chứng tương tự. Hai vợ chồng bệnh nhân đã khai báo ra trạm y tế, ngày mùng 5 tháng 9 được lấy mẫu gộp dương tính và 6 trên 9 được lấy mẫu đơn, cho kết quả khẳng định dương tính. 2. N, Q, T, nam, sinh năm 1972, nhân chính, Thanh Xuân. BN xuất hiện triệu chứng ho, hắt hơi vào ngày mùng 4 tháng 9 và khai báo ra trạm y tế. Ngày mùng 5 tháng 9 được lấy mẫu gộp dương tính và 6 trên 9 được lấy mẫu đơn, cho kết quả khẳng định dương tính. Chùm sàng lọc đối tượng nguy cơ 1, 1, NTN, nữ, sinh năm 1980, Tân Minh, Thường Tín. BN bị bệnh tâm thần phân liệt, hàng ngày ra đồng làm việc và không nhớ lịch trình đi lại, sinh hoạt khác. Định kỳ lấy thuốc tại trung tâm y tế TTIT Thường Tín 2 tháng trên lần, lần gần nhất lấy ngày 22 tháng 7, ngày mùng 6 tháng 9. Được lấy mẫu xét nghiệm theo diện đối tượng nguy cơ cao, kết quả dương tính. Chùm F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng 26, 1 D, X, H, nam, sinh năm 1972, 2 D, X, H, nam, sinh năm 2010, 3 D, A, T, nam, sinh năm 2013, địa chỉ Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân. Các BN sống trong khu vực phong tỏa từ ngày 23 tháng 8 được lấy mẫu nhiều lần âm tính. Ngày mùng 2 tháng 9 được chuyển vào khu cách ly. Ngày mùng 6 tháng 9 có triệu chứng sốt được lấy mẫu xét nghiệm. Ngày mùng 7 tháng 9 có kết quả dương tính. 4. N, T, P, nam, sinh năm 2003. 5. H, T, T, H, nữ, sinh năm 1970. Địa chỉ Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân. Các BN là F1 và chuyển cách ly tập trung từ ngày mùng 1 tháng 9. Ngày 5 đến mùng 6 tháng 9, bệnh nhân có sốt, ho được lấy mẫu và có kết quả dương tính, CDC Hà Nội. 6. L, X, K, nam, sinh năm 1984, Tam Hiệp, Thanh Trì. BN là F1 của bệnh nhân DTM ngày mùng 1 tháng 9, bệnh nhân được lấy mẫu và chuyển vào khu cách ly. Ngày mùng 5 tháng 9 có triệu chứng sốt, đau họng. Ngày mùng 6 tháng 9 được lấy mẫu kết quả dương tính. 7. D, T, T, nữ, sinh năm 1971. 8. D, T, B, nữ, sinh năm 1972. 9. L, T, B, nữ, sinh năm 1979. 10. D, D, B, nam, sinh năm 1962. 11. B, T, A, nam, sinh năm 1994. 12. T, T, A, nữ, sinh năm 1964. Địa chỉ Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân. Các BN sống trong khu vực phong tỏa từ ngày 23 tháng 8 được lấy mẫu nhiều lần âm tính. Ngày mùng 1 tháng 9 được chuyển vào khu cách ly. Ngày mùng 6 tháng 9 được lấy mẫu xét nghiệm. Ngày mùng 7 tháng 9 có kết quả dương tính. 13. DTMT, nữ, sinh năm 1979. 14. NPT, nam, sinh năm 2015. 15. NTTP, nữ, sinh năm 1978. 16. TDM, nam, sinh năm 2008. 17. TNHA, nữ, sinh năm 2008. 18. NVKA, nữ, sinh năm 2009. 19. NTH, nữ, sinh năm 1979. 20. NTH, nam, sinh năm 1954. Địa chỉ Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân. Các BN là F1, ngày 24 tháng 8 được lấy mẫu xét nghiệm kết quả âm tính và chuyển vào khu cách ly. Ngày mùng 6 tháng 9 được lấy mẫu kết quả dương tính. 21. NTH, nữ, sinh năm 1990, Khương Trung, Thanh Xuân. BN là F1 của bệnh nhân THT ngày 24 tháng 8 được lấy mẫu xét nghiệm kết quả âm tính và chuyển vào khu cách ly. Ngày mùng 6 tháng 9 có triệu chứng sốt,
mọi người được lấy mẫu kết quả dương tính. 22 NTT, nữ, sinh năm 1993, Tạ Thanh Oai, Thanh Trì. BN là F1 của bệnh nhân NHP ngày 6 tháng 9, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính. 23 TLN, nam, sinh năm 2012, Thanh Liệt, Thanh Trì. BN sống trong khu vực phong tỏa từ 2/9, đã được xét nghiệm một lần âm tính. Ngày 5 tháng 9, được xác định là F1, con của bệnh nhân TXH và được chuyển cách ly tập trung. Ngày 6 tháng 9, BN xuất hiện triệu chứng, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính. 24 VMT, nam, sinh năm 2002, Minh Khai, Hai Bà Trưng. BN là F1, bạn cùng trọ của bệnh nhân NTT, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả âm tính và chuyển cách ly tập trung. Ngày 6 tháng 9, BN xuất hiện triệu chứng, được lấy mẫu, kết quả dương tính. 25 LTHP, nữ, sinh năm 1944, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân. BN sống trong khu vực phong tỏa từ ngày 23 tháng 8, ngày 6 tháng 9 được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính. 26 NTG, nam, sinh năm 2003, Tạ Thanh Oai, Thanh Trì. BN sống trong khu vực phong tỏa từ ngày 5 tháng 9, ngày 6 tháng 9, xuất hiện triệu chứng, được lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả dương tính, cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 là 3.614 ca. Trong đó, số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.569 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.045 ca. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé!